Ngày 24 tháng 10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng liên ngành vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Trước đó vào 17 giờ ngày 23 tháng 10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã phối hợp cùng với đồn biên phòng Phú Hữu, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn. Khi đến khu vực ấp Đồng Kỳ, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 67C03338 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, xe tải trên do tài xế Lê Hoài Đức, sinh năm 1994, trú tại xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều khiển có chở 5.800 linh kiện quạt gió. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đức không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên và khai nhận là người vận chuyển thuê từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện An Phú, tỉnh An Giang. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa cùng các tang vật có liên quan và bàn giao cho công an huyện An Phú tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.